Các bạn có nghĩ là mình đặc biệt không? Có chứ. Mỗi người có thể nghĩ mình đặc biệt một cách khác nhau. Nhưng mà tất nhiên là trong đó cũng có những người không dám nhận mình có gì đó đặc biệt. Là tại vì đặc biệt là phải đặc biệt về cái gì? Mình phải đưa ra những cái chuẩn mực của sự đặc biệt. Thí dụ mình cũng có chiều cao đặc biệt. Mình có cái vóc dáng thon gọn hay là vạm vỡ đặc biệt. Mình có trí thông minh đặc biệt. Mình có những kỹ năng mềm đặc biệt. Mình có tài lãnh đạo đặc biệt. Thì bây giờ mình muốn nói tới cái đặc biệt gì? Thì tôi nghĩ là chúng ta nên khoanh vùng hai cái nhóm chính. Đó là đặc biệt để thành công và đặc biệt để hạnh phúc. Các bạn có đồng ý không? Thì bây giờ tôi tin rằng là hầu hết các bạn trẻ chúng ta ai cũng muốn thành công hết. Thì câu hỏi đặt ra là bạn có cái đặc biệt gì để bạn tin là bạn sẽ thành công? Tại vì ai cũng muốn thành công hết, mà nếu mình không có đặc biệt thì làm sao mình thành công được? Thì tôi là tác giả một cuốn sách, thì có cái tư cách gì để hỏi các bạn là các bạn có những cái chất liệu gì, có những cái điểm đặc biệt nào để các bạn thành công? Là tại vì ngoài cái chuyện tôi là một người nghiên cứu về tâm lý, thực hành về thiền, trải nghiệm ở nhiều nơi, thì tôi đã được tiếp xúc rất nhiều các bạn trẻ ở xã hội Tây Phương, cũng như là các huấn luyện viên của các học viện lớn ở Mỹ. Tôi muốn kể với các bạn là ở West Point là một học viện quân sự ở gần New York của Mỹ, là một trong những trường đại học hàng đầu, danh tiếng hàng đầu của nước Mỹ. Thì ở West Point có cái gì? Các bạn có thể tìm kiếm trên Google cũng được. Nhưng mà ở đây thì tôi dẫn trước cho các bạn nghe một số cái điểm nổi bật của West Point. Đó là muốn vào trong West Point á, là bạn phải được sự giới thiệu của thống đốc hoặc là phó thủ tướng. Bạn phải là học sinh giỏi nhất của cái bang đó thì bạn mới được vào West Point. Như vậy thì mỗi một lần tuyển sinh á, của West Point á, họ nhận chỉ 1.300 sinh viên, học viên. Và sau đúng một năm họ sẽ loại 300, chỉ giữ lại đúng 1.000 thôi. Cái đó là cái gì mà ghê gớm vậy? Thì thật ra là West Point là một cái học viện quân sự nhưng mà lại đào tạo ra các CEO, các lãnh đạo quốc tế tầm cỡ và rất là nổi tiếng của Mỹ. Đó là cái lò để đào tạo ra các tổng thống của Mỹ như là Grant hay là Eisenhower, các vị lãnh tướng như là Blayton hay là MacArthur là cũng xuất thân từ West Point. Thì ở West Point á, cái chương trình học và huấn luyện rất đặc biệt. Tức là ngoài cái chuyện học ra đó, thì ở đó các bạn cần phải được đào luyện về thể lực, về quân sự, về trí tuệ và về đạo đức. Đó là bốn điểm chính. Slogan của họ là đưa cho chúng tôi một người không bị tâm thần, chúng tôi sẽ cho ra một công dân ưu tú. Nghe bảnh ghê chưa? Tức là đưa cho chúng tôi một người không phải là tâm thần, chúng tôi sẽ cho ra một công dân ưu tú. Có nghĩa là họ tự tin rằng nếu bạn là một cái người bình thường thôi thì khi bạn đến với West Point bạn trở thành người đặc biệt. Tức là một người không phải tâm thần, một người không phải tâm thần mà còn trở thành người đặc biệt, huống chi bạn là có một ít tố chất đặc biệt rồi. Vậy thì không biết là các bạn có muốn tới West Point hay không? Cái đó là lò luyện các bạn, chứ không phải là trường học. Mà nói luyện là phải nói tới khổ luyện. Các bạn học viên ở đó một đêm chỉ ngủ có 5 tiếng, từ 5 giờ rưỡi cho tới 10 giờ rưỡi, học 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 luyện 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 ngày đêm, không có thời gian nghỉ ngơi. Bắt đầu từ 5 giờ rưỡi sáng tới 10 giờ rưỡi tối, họ đọc những cuốn sách dày cộm như vậy trong vài ngày là phải tóm tắt ý chính. Nửa đêm 2 giờ khuya bạn có thể bị bấm chuông và dựng đầu dậy hỏi các nhân vật lịch sử và có ý kiến về tình hình chính trị ở Trung Đông hay là Việt Nam. Gọi là nói điên ghê không? Và các bạn phải biết nha, là bất cứ lúc nào các vị quản lý cũng có thể đi vào phòng của các bạn đột xuất, cho nên phòng các bạn lúc nào cũng phải mở sẵn để làm gì?
Kiểm tra xem những vật dụng trong phòng bạn có để đúng theo quy định hay không. Khi mà bạn mới tới West Point á, họ nhốt vào bạn một cái phòng 2 giờ đồng hồ không nói gì cả, cỡ khoảng 100-200 người. Sau 2 giờ đồng hồ, họ làm một bài test là bạn có biết trong phòng bạn có treo những bức tranh gì, có những vật dụng gì, và người ngồi gần bạn là người mặc áo màu gì, có đeo đồng hồ không, trên trần nhà sử dụng nước sơn màu gì, vân vân. Để họ kiểm tra coi bạn có óc quan sát tỉ mỉ hay không. Tại vì họ tin rằng muốn trở thành một nhà lãnh đạo mà thiếu cái tố chất này thì còn khuya 4 năm mới có thể trở thành nhà lãnh đạo được. Tức là bạn phải có sẵn cái tố chất lãnh đạo trước, mà tố chất đó, đó là óc quan sát tỉ mỉ. Cái đó là thứ đặc biệt đó. Và họ có thể thả bạn giữa rừng vào nửa đêm mà bạn không biết đường về nhà, không có bản đồ, không có thức ăn, không có đèn pin, không có bất cứ một vật dụng gì hết. Bạn làm sao trở về được trường của bạn sáng ngày hôm sau? Và khi tập thể lực thì cái lạnh phải là của Alaska, cái nóng gọi là Africa. Rồi thì khi mà bạn thuyết trình mà dở quá đó, bị mắng tuốt tác á, thì bạn phải đi vào quay mặt vào vách đá, thuyết trình suốt mấy ngày mấy đêm khàn cả cổ họng, rồi phải trả bài trở lại coi là bạn đã đạt chuẩn chưa. Bạn phải học cách bắt tay một cách chân thành. Bạn phải xếp đồ đạc một cách ngăn nắp. Để làm gì? Để khi bạn ra trường á, người ta nói rằng bạn tốt nghiệp ở West Point ra, bạn đeo một chiếc nhẫn, nó đề chữ West Point, người ta nhìn với bạn từ dưới chân lên tới đỉnh đầu như là một thực thể lạ, hoàn hảo, trải thảm đỏ, mời bạn về làm lãnh đạo. Bạn thấy không? Ở đó họ cũng đề cao sự thông minh, nhưng mà bên trên sự thông minh, bên trên một số cái kỹ năng của bạn ra, một số tài năng lẻ của bạn ra, thì họ phải đào luyện về đạo đức, về trí tuệ, về thể lực và cả quân sự. Và có thể nói học viên của West Point đó là trên thông thiên văn, dưới tường địa chất và giữa thấu nhân thực. Đó là tiêu chuẩn của West Point. Dĩ nhiên là nước Mỹ chỉ cũng có vài trường như West Point thôi, là tại vì không ai dám vào West Point cả. Và không ai đủ tiêu chuẩn để vào West Point cả. Và tất nhiên là cũng có những học viên đạt những tiêu chuẩn để vào West Point, nhưng mà nửa đường phải xách gói ra về. Tại vì chịu không nổi, tra tấn hành hạ, chịu không nổi. Cho nên bây giờ tôi muốn nói với các bạn rằng, nếu như chúng ta có nhiều thời gian ngồi với nhau, từng người với nhau, thì chúng ta có thể hỏi là bạn có gì đặc biệt nói cho tôi nghe thử. Tại vì với tư cách của một người làm công tác tâm lý, một người làm tâm linh, một người được tiếp xúc rất là nhiều các vị huấn luyện viên giỏi ở Mỹ để giúp các bạn trẻ trở thành một nhà lãnh đạo, thì tôi có thể nói nhỏ cho bạn nghe là bạn dư cái gì và bạn thiếu cái gì. Có thể là bạn đang rất là tự tin về những cái ưu điểm của mình, và cái ưu điểm này vô tình trở thành cái điểm đóng trong một cái cộng đồng nào đó, được nhiều người chú ý. Thí dụ như bạn có một giọng ca hay, đâu có liên quan gì trở thành một người thành đạt quý vị. Hay bạn có một cái vóc dáng đẹp, rồi bạn có học môn toán rất là giỏi, hay là bạn có khả năng nói chuyện thu hút người khác. Tất cả những cái đó thì nó, tất nhiên nó cũng là những cái ưu điểm, nhưng mà nó quá ít ỏi, quá thiếu để trở thành một nhà lãnh đạo. Vậy thưa thầy, thầy cho con hỏi là nếu mà với những cái tiêu chuẩn như vậy để đào tạo ra những cái vị lãnh đạo xuất chúng, cũng như là những vị tướng lĩnh tài năng, rõ ràng là chúng ta thấy là những người đó vẫn là những người không phải là chiếm đa số trong xã hội. Như vậy để trở thành một cái người đặc biệt có phải là cái điều quá khó khăn hay không? Và liệu chúng ta có nên trở thành người đặc biệt hay không, hay là chúng ta chỉ là người bình thường, nhất là với những người không có sẵn những cái tố chất cũng như là những cái mà mình gọi là những cái trời cho, nó tự nhiên nó đã đặc biệt. Tôi nghĩ là ai cũng có cái trời cho, ai cũng có những cái đặc biệt riêng của mình. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ sử dụng cái trời cho, cái di truyền thôi đó, thì nó không có đủ. Những cái yếu tố từ di truyền á, nó không đủ để giúp bạn trở thành một người tài giỏi, lãnh đạo, hay là làm được một cái chuyện gì đó đặc biệt cho đời. Là tôi nghĩ cái quan trọng nhất là cái sự đào luyện.
Dù bạn ít tố chất đó, hoặc là thậm chí là bạn không có những cái tố chất đó, nhưng mà bạn đào luyện mãi thì nó cũng ra. Và ngược lại là những người có những cái tố chất đặc biệt ngay từ nhỏ, nhưng mà tại vì họ chỉ thường thường khi mà bạn có tố chất đặc biệt từ hồi nhỏ mà được mọi người chăm bẩm vào, chú ý vào, khen ngợi, ca tụng, đề cao đó, thì bạn tưởng bạn chỉ có nhiêu đó thôi, nhiêu đó đủ sống rồi. Tại vì khi bạn là một thiếu nữ xinh đẹp, rồi bạn có một cái vóc dáng đẹp là đủ ăn các chàng rồi, cho nên là bạn đâu có cần phải phấn đấu gì nữa, phải không? Tại vì khi khi mà mình còn trẻ, mình thấy mình không có gì để người khác chú ý hết. Mình không có giọng ca hay, mình không có talent gì từ hồi còn nhỏ hết, thì mình phải cố gắng để mình có vị trí, để mình có thế đứng, để mình được mọi người công nhận. Thì từ hồi nhỏ đó mình có được cái đà nỗ lực phấn đấu, nỗ lực phấn đấu, nỗ lực phấn đấu, và mình không dễ dàng chấp nhận cái con người mình chỉ có bấy nhiêu đó giá trị. Tức là chúng ta dễ dàng nỗ lực cố gắng để tiến hơn nữa khi và chỉ khi chúng ta thấy rằng những cái điều mình đang có còn quá ít ỏi. Quý vị biết là Singapore, từ một đất nước không có gì mà sau 50 năm cái gì cũng có ở Singapore hết. 9 năm Singapore được World Bank là ngân hàng thế giới đề cử là một quốc gia hàng đầu có sự đầu tư dễ dàng, nhanh nhẹn và thành công nhất trên thế giới. Và quý vị biết là hàng hóa thế giới cứ đổ về Singapore rồi đưa ra các nước khu vực, 133% tỷ lệ chiếm trong khu vực, trong khi khu vực châu Á thì chỉ có 20% giá trị GDP thôi quý vị, năm 2014. Và Singapore được mệnh danh là châu Âu giữa lòng châu Á, là tại vì người Singapore đó, dân tộc Singapore rất là kinh khủng, được xem là một giống dân làm việc có hiệu quả nhất thế giới. Quý vị biết là mỗi bước đi của họ đó 10 phút 55 giây bước được 18 mét. Có nghĩa là trong một tiếng đồng hồ họ có thể đi hơn 6 cây số. Họ không có phải là người thông minh cực kỳ, họ không có những tài nguyên, họ không có nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng mà họ có tinh thần làm việc cần cù và perfect, gọi là cầu toàn. Khi mà quý vị làm việc với người Singapore là quý vị chịu chết luôn, là tại vì lúc nào cũng bị họ càm ràm than phiền vì cái sự sơ suất, vì cái sự thiếu chín chắn, vì cái sự thiếu toàn hảo của mình. Và lúc nào họ cũng đặt những kỹ năng như là kỹ năng phân tích, nghiên cứu một vấn đề, kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc đội nhóm, tất cả những cái đó người Singapore có đủ hết. Cho nên khi bạn đến đất nước Singapore, bạn thấy một đất nước hừng hực của lao động, lao động và lao động. Singapore có được ngày hôm nay là do sự nỗ lực kiên trì của họ. Hoặc là UAE, các bạn biết UAE không? Tức là các tiểu vương quốc Ả Rập. Năm 1990 á, chỉ là sa mạc thôi. Vậy mà bây giờ Dubai là một nơi mua sắm trung tâm sầm uất nhất của thế giới. Ở đó có nhiều cái nhất lắm quý vị, tòa nhà cao nhất thế giới, khu mua sắm sầm uất nhất của thế giới, khách sạn có tòa nhà cao nhất thế giới, và đầu tiên trên thế giới có một cái resort, khu nghỉ dưỡng nằm ở dưới nước. Là tại vì sao? Tại vì Dubai có tầm nhìn, tiểu vương quốc Ả Rập có tầm nhìn, nhìn sa mạc mà trở thành một cái trung tâm sầm uất nhất thế giới. Cái đó đó, cái vị biết nó hội tụ ở những yếu tố nào không? Không phải di truyền, không phải từ trên trời cho, mà đều từ khổ luyện cả các bạn. Từ khổ luyện mà ra. Cho nên nói không phải là để an ủi. Các bạn hiện giờ thấy là mình không có cái gì trời cho. Nếu như có một cái để các bạn may mắn và hãnh diện đó, thì tôi nghĩ đó là các bạn được lớn lên trong một gia đình nghèo khó, ít hưởng thụ, ít được nuông chiều. Ở đó các bạn lúc nào cũng phải nỗ lực và cố gắng mới có thể tồn tại và mới có thể đi được những bước đi như ngày hôm nay. Tôi nghĩ đó là một trong những hành trang quý giá nhất để các bạn đi tới sự thành công. Cảm ơn thầy. Và như thầy vừa chia sẻ với chúng ta thì rõ ràng trong tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có thể trở thành một cái người đặc biệt
Nếu như chúng ta có cái sự tôi luyện, có cái sự học hỏi và cầu tiến, và cái nỗ lực đó càng mạnh mẽ hơn nếu như bạn không có những cái điều kiện, những cái yếu tố có sẵn, những cái trời cho có sẵn. Nhưng mà thưa thầy, con cũng có một cái câu hỏi cũng rất là thắc mắc. Vì nhìn vào giới trẻ hiện nay thì con thấy là cũng có những cái bạn có những cái xu hướng tạo ra cho mình những cái điều đặc biệt. Ví dụ như là thấy hình thể mình nhỏ bé thì mình nhuộm tóc, rồi mình đeo, rồi mình xỏ khuyên, rồi ăn mặc quần rách, rồi hở tùm lum hết. Để đi vào một cái nơi rất là bình thường thì mình thấy mình là người nổi trội, mình rất là đặc biệt. Hoặc là cũng như là tự nhiên tay chân lành lặn không có gì hết, mình đi mình rạch rồi để cho chảy máu, rồi cho sẹo tùm lum, mình nói là người tôi đầy sẹo, tôi đặc biệt hơn tất cả các bạn. Cũng có những người thì là đi đi cũng học để mà trở thành một ca sĩ rất là nổi tiếng, dù các bạn cũng biết là mình không có những yếu tố trời cho. Thì đó có phải là cái điều mà các bạn cũng khổ luyện, cũng suy nghĩ, cũng tìm tòi để làm cho mình đặc biệt nổi trội giữa đám đông thế? Thì cái đặc biệt đó nó mang cái ý nghĩa như thế nào thầy? Cái đó là lạ chứ không phải đặc biệt. Lạ hay là có cái từ gì đó là độc hay gì phải không? Độc và lạ. Độc và lạ gì đó. Thì đã như hồi ban đầu chúng ta đã nói với nhau là chúng ta đang nói tới những cái đặc biệt nào nó đưa tới sự thành công. Dĩ nhiên là không phải ai trong chúng ta, nhất là ở độ tuổi các bạn, mà dễ gì biết là có những cái tố chất nào để đi tới sự thành công, những cái tố chất đặc biệt nào. Cho nên vì chúng ta không có được cái hiểu biết đó, và nhất là tâm lý chúng ta có những cái xáo trộn, có những cái bất ổn, như là cô đơn, lạc lõng, hay là tổn thương, hay là mất niềm tin vào bản thân, mất định hướng vào cuộc sống, thì chúng ta không có thấy được cái self nature, tức là cái con người thật của mình ở đâu. Mặc dầu là trong sâu thẳm mọi người thì ai cũng có những cái giá trị nhất định, nhưng mà bản thân người này không tự khơi dậy được, mà cũng không may mắn có ai đánh thức những cái giá trị tốt đẹp của mình. Có những người chỉ cần đọc một cuốn sách là được đánh thức, có những người xách gói đi một vòng đất nước là có thể được đánh thức, có người phải xảy ra một vài cái biến cố mới được đánh thức, và có người là phải trải qua nhiều năm trong cuộc đời, thậm chí 30-40 tuổi rồi mới bắt đầu có được cái nhận thức, à mình phải có cái này cái kia thì mình mới làm nên chuyện lớn được, làm đại cuộc được. Nhưng mà nhiều khi tới tuổi đó thì mình không còn học hỏi hay là đào luyện được gì cả. Khi mà tôi làm công tác tâm lý đó các bạn, thì tôi thấy rằng là giá như mà tôi có cái nhiều cơ hội để được tiếp xúc với các bạn trẻ, và giá như các bạn trẻ chịu lắng nghe tôi đó, thì tôi sẽ cho lời khuyên rằng là ở tuổi các bạn là độ tuổi đẹp nhất để thay đổi một cái gì đó ở trong các bạn. Tức là có những cái năng lượng tiêu cực ấy, mình cần phải giải quyết sớm. Có những cái rác rến mình phải dọn dẹp. Và có những cái vết thương ấy, mình cần phải được chữa lành. Đó là cái vế thứ nhất. Tại vì có nhiều bạn trẻ có rất nhiều vết thương tâm lý. Có những vết thương tâm lý nó đến từ gia đình của mình, từ cha mẹ của mình. Có những vết thương tâm lý nó đến từ đời sống tình cảm, từ những cái thất bại đầu đời. Mà những cái vết thương này đó, nó chi phối hoàn toàn vào cái cuộc sống của chúng ta. Dù bạn là người có rất nhiều tố chất lãnh đạo, dù bạn có rất nhiều tài năng, mà khi cái vết thương này mà nó không được chữa trị đó, thì coi như là bạn sẽ rơi vào cái sự chán chường, sự tuyệt vọng, sự mệt mỏi, và thậm chí là nghĩ mình chẳng có gì cả, rồi hủy diệt cuộc đời của mình luôn. Đó là chưa nói những bạn rơi vào trầm cảm hay là tâm thần nữa. Vậy cho nên cái vấn đề tâm lý là một vấn đề rất là quan trọng. Khi mà tôi nói chuyện với các tập đoàn đó, họ hỏi tôi chứ, khi mà một nhân viên làm việc thì cái phần tâm lý nó chiếm bao nhiêu phần trăm? Tôi trả lời là trên 50%. 30% còn lại là kỹ năng, 20% còn lại là sự hợp tác đội nhóm. Tại vì khi mà tâm lý của bạn mà bất ổn á, thì sự hợp tác đội nhóm cũng bất ổn, mà kỹ năng của bạn cũng bất ổn luôn. Tức là bạn không có sử dụng được cái the best, cái tốt nhất có thể của mình. Vậy thì cái chuyện mà cân bằng tâm lý á, rất là quan trọng. Và trở lại vấn đề đó là khi mà các bạn còn rất trẻ, không chỉ bạn giải quyết được những cái yếu kém, những cái giới hạn của mình, mà các bạn còn có thể mời lên được rất nhiều tố chất quan trọng trong các bạn nữa. Và cái tuổi rất là đẹp, từ 18 cho tới 30 á, là cái tuổi có thể thay đổi được nhiều thứ trong bản thân, từ nhận thức cho tới thói quen. Tại vì các bạn biết là khi các bạn 40, 50 á,
các bạn mới liễu ngộ, mới tỉnh ngộ, mới té ra được một vài vấn đề. Nhưng mà muộn màng, sửa rất là khó, sửa rất khó luôn. Đó là tôi chưa nói hiện tại, đó là các nhà tâm lý Tây Phương họ nói là có một cái hội chứng nghe rất là lạ mà không hề lạ, đó là bệnh không chịu lớn. Các bạn có nghe hội chứng này không? Tức rồi lớn mà như là trẻ con vậy. Hăm mấy, ba mấy tuổi rồi mà hành xử như là trẻ con. Cái gì cũng cũng tổn thương. Cái gì cũng khóc. Cái gì cũng hỏi mẹ, hỏi ba, rồi cưới vợ, rồi hỏi vợ. Rồi làm xong bổn phận rồi chui vô phòng chơi game. Rồi hễ mỗi lần gặp khó khăn thì giải đành đạch. Rồi xách gói bỏ chạy, hợp tác nửa đường thì gãi gánh, vân vân. Chắc là các bạn quan sát sẽ thấy cái hiện tượng này nó rất đông trong giới trẻ bây giờ, gọi là bệnh không chịu lớn. Hỏi chứ các bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo mà các bạn suy nghĩ hành xử như là trẻ con, các bạn chỉ có tài năng thôi. Mỗi khi mà các bạn đi vào trong máy vi tính thì giống như là phù thủy vậy, cực kỳ tài năng, cực kỳ phép màu. Các bạn có thể làm đủ thứ trên cái máy vi tính của mình, nhưng mà khi đóng cái máy vi tính lại rồi thì các bạn trở thành một người xa lạ với cái thực tại này, với cái thế giới này. Không biết gì hết, hỏi gì cũng không biết, gì cũng không biết. Tức là biết về những cái kỹ năng để tồn tại, để tiếp xúc, để có một cái đời sống vững vàng, ổn định, hay là trở thành một nhà lãnh đạo thì không có. Bạn chỉ có một vài cái tài năng phiến diện nào đó thôi. Là do từ hồi nhỏ đó các bạn mà rơi vào cái hội chứng bệnh không chịu lớn đó, là các bạn thứ nhất là con một, thứ hai là con út, thứ ba là gia đình có một con trai, thứ tư là gia đình quá giàu có, quá quá chăm bẩm vào cái sự chăm sóc cho bạn đó, cho nên là từ nhỏ tới lớn là hưởng thụ nhiều quá, rồi người lớn quyết định giùm mình nhiều quá. Cho nên là bản thân mình mất đi cái khả năng gọi là sinh tồn hay là tự vệ. Mà khi mà bạn mất đi khả năng đó rồi thì tất nhiên là bạn mãi là một trẻ con và chấp nhận sự bao bọc của người khác. Tức là bạn sống dựa dẫm vào người khác. Cho nên trước khi hỏi bạn là bạn có gì đặc biệt không á, thì tôi muốn hỏi bạn một câu là bạn đã trưởng thành chưa? Tôi rất thích cái bài hát Tell Me Why. Trong đó có một cái câu hát như thế này: Every day I ask myself, what will I have to do to be a man? Mỗi ngày tôi tự hỏi mình, tôi sẽ làm gì để trở thành một người đàn ông đích thực? A man đây cũng có nghĩa là một người vững vàng, một người đã trưởng thành rồi. Tức là một người trưởng thành thì không có quá ham vui, ham chơi, đùng đẩy công việc cho người khác, rồi yêu sách, đòi hỏi, xin tiền hay là lệ thuộc, dựa dẫm vào người khác. Một người trưởng thành thì luôn chịu trách nhiệm cho bản thân mình mà không có đổ thừa. Làm cái gì thì phải biết ý thức mình đang làm cái gì, nó có ảnh hưởng tới ai, tới gia đình, tới đoàn thể, tới xã hội, tới tương lai mình hay không. Một người trưởng thành thì không có dễ bốc đồng, không có dễ tự ái, không có dễ tổn thương, mà dùng cái nghị lực của mình, dùng thiện chí của mình để kết nối với các mối quan hệ. Một người trưởng thành thì phải biết tin vào sức mạnh của đoàn thể, thấy mình không phải là một cá thể biệt lập. Một tác phẩm thành công là phải nhờ vào sức mạnh của đoàn thể. Một người trưởng thành thì phải có bao dung độ lượng, phải chấp nhận những yếu kém của người khác và có sẵn một tinh thần để nâng đỡ những người yếu kém ở xung quanh mình. Một người trưởng thành là phải sống có lý tưởng, có hoài bão để mà phục vụ cho cộng đồng, để mà đem lại nền hòa bình, ấm no, hạnh phúc, thịnh vượng cho quốc gia của mình. Cái đó mới được gọi là người trưởng thành. Còn nếu giờ này mà chúng ta vẫn còn nằm nướng trên YouTube hàng giờ để coi game show, rồi chơi Pokemon Go, rồi nhậu nhẹt, rồi la cà, cà phê sáng đắng chiều cay, rồi trong các quán bar, vũ trường, thì ôi thôi, các bạn thấy so với học viên của West Point, giờ này người ta mài dũa như điên thì người ta mới có một tương lai được. Mà giờ này là mình cứ xách gói nhàn nhã đi chơi như vậy thì mình chưa trở thành người lớn nữa, là ở nói chi là trở thành một nhà lãnh đạo. Ở đây chúng ta không có ý phanh phui ra để
để chỉ trích hay là để lên án, mà chúng ta cần có một thái độ nghiêm túc và chân thành nhìn lại chính mình. Tại vì tôi làm công tác tâm lý cho nên tôi rất là quan tâm tới cái chuyện là bạn có tài đó, bạn có nhiều kỹ năng đó, nhưng mà bạn sẽ dùng nó để làm cái gì? Nếu tâm lý bạn bất ổn thì nguy hiểm vô cùng. Nó không chỉ hủy diệt chính bạn mà còn hủy diệt những người khác nữa. Cho nên cái quá trình trưởng thành cho thấy tâm lý của bạn đã đủ chín chắn để nắm bắt đại cuộc hay không. Every day I ask myself, what will I have to do to be a man? Vậy thưa thầy, vậy thì làm sao để nhận biết được rằng là mình là một cái nhân tố lạ, đặc biệt nhưng lại mang đến những cái điều tích cực, những cái lợi ích cho cộng đồng? Có những cái phương cách nào để khi chúng ta chỉ là những cái người bình thường thôi mà chúng ta cũng có thể tạo được cho mình những cái năng lượng tốt, những cái phương pháp để chúng ta rèn luyện, đặc biệt nhất là với những cái bạn trẻ này? Tôi nghĩ là môi trường rất là quan trọng nha các bạn. West Point họ đào tạo học viên nhắm vào 3 điểm chính. Một là kỷ luật, hai là tinh thần đồng đội, ba là khả năng lãnh đạo. Trong cái quá trình tôi có một cái chuyến đi bộ vòng quanh nước Mỹ trong 3 năm. Thật ra là có kết hợp đi xe nhờ hitchhiking nữa. Thì một nửa thời gian tôi sống ở núi rừng và một nửa thời gian tôi sống ở các nông trại như là một tình nguyện viên. Thời gian sống ở miền hoang dã thì tôi có cơ hội quan sát cái cách làm việc của muôn loài bao quanh mình, trong đó có các loài sói. Và tôi cũng có đọc, có nghiên cứu nhiều về các loài sói. Thì các bạn biết là sói được xem là một trong những giống động vật có khả năng tác chiến rất là mãnh liệt và xác suất thành công rất là cao. Đó là tại vì nó tin vào sức mạnh của đoàn thể. Một con sói thì có thể không phải là đối thủ của những con thú lớn như là nai, sừng bản, tuần lộc, trâu bò, rừng. Nhưng mà nếu nó đứng chung với nhau như là một đồng đội, thì nó dựa vào sức mạnh của đồng đội, lấy số đông để lấn át đối phương. Thì kể cả một cái con sói xám rất là hung tợn hay là mạnh mẽ như là một con hổ đó, thì cũng phải chùn bước hoặc là bỏ mạng trước bầy sói. 4 đặc điểm sau đây của bầy sói mà tôi ghi nhận được. Thứ nhất, đó là tinh thần của một chiến binh. Là sói nó tiếp nhận được cái quy luật thượng đẳng của đất trời, đó là phải chiến đấu cho tới cùng để sinh tồn, chứ không được chùn bước hay là lơ là để rồi có được thức ăn, để không bị hủy diệt và duy trì được những cái điểm tốt đẹp của giống nòi mà không bị tiêu tán. Và cái tinh thần này theo sói hàng triệu năm. Hàng triệu năm. Khi mà một con sói bị săn bắn rượt tới ngã ba đường á, hai ngã kia đều bị chặn lại hết, chỉ còn một ngã, thì quý vị biết là sói sẽ chạy con đường nào? Không phải là con đường không bị chặn, mà nó quyết định chạy trên hai con đường đã bị chặn. Là tại vì nó có một suy nghĩ của một chiến binh rằng phải chiến đấu cho tới cùng để giành đường. Nếu mình chạy trên hai con đường bị chặn á, thì cái cơ hội để sống là 50-50. Còn nếu mà chạy trên con đường bằng phẳng, nhìn có vẻ như là an toàn, nhưng mà bao giờ con đường đó cũng đầy hiểm nạn. Bẫy nó đã giăng ở trên đó rồi. Cho nên nó chọn con đường nguy hiểm để nó chạy. Và nó sẽ dùng hết cái thần lực của một chiến binh để vượt qua. Đó là tinh thần của một chiến binh. Thứ hai là tinh thần đồng đội. Sống chung với đồng đội, chiến đấu cùng với đồng đội và hy sinh tới hơi thở cuối cùng để giành lấy mục tiêu của đồng đội. Thì ở trong đồng đội đó, nó có một cái quy luật là một cái con sói đầu đàn á, là có quyền lực thượng đẳng. Khi mà săn mồi và chiến đấu chung với nhau, khi mà con sói đầu đàn phát lệnh á, thì tất cả các con sói khác đều phải nghe theo. Dĩ nhiên là nếu muốn trở thành một con sói đầu đàn thì cũng phải từng là những con sói lính lát trước. Phải có những lúc nhịn nhục những khẩu phần không có để nhường cho những cấp trên, rồi mới trở thành một con sói đầu đàn được. Một con sói đầu đàn bao giờ cũng phải có bản lĩnh, có sức mạnh hơn ở trong đàn. Và khi mà một con sói trong đàn bị giết chết á, thì cả đàn quyết định là một trong hai người đó không săn mồi để tìm cho được kẻ thù
dù là vượt đường xa 10 dặm, 20 dặm, nó cũng tìm tới nơi để mà nó trả thù cho đồng đội của nó. Đó là tinh thần của đồng đội. Thứ ba là tinh thần tác chiến. Khi mà con sói đầu đàn là con sói đực đó, nó lao tới phía trước thì những con sói khác là những con sói cái sẽ đi sát bên cạnh. Và những con sói đực khác thì bao quanh và nó bắt đầu nó dùng cái bộ phận linh cảm á, để nó điều quân khiển tướng, để con này bước lên, con kia lùi xuống, thay phiên nhau vờn mồi cho tới khi con mồi nó mệt thì thôi. Và nó bắt đầu tru lên những tiếng ngắn gọn và dứt khoát, buộc con mồi phải run sợ và có thể là hoảng vía, sơ sẩy và té ngã, thì nó chờ lúc đó để nhảy vào sâu xé con mồi. Và kỹ thuật tác chiến của sói thì được xem là tỷ lệ thành công 90%. 90% thành công. Quý vị biết là tại sao không? Là tại vì sói á, nó có một cái tôn chỉ, đó là lấy được nhiều thức ăn nhưng mà trả cái giá thấp nhất. Là nó chỉ nhắm vào những con mồi nào yếu, bệnh tật, non hoặc là già để tấn công. Và cái sự chọn lựa này thuộc về thủ lĩnh đầu đàn chọn. Và khi con sói đầu đàn mà nó chọn cái con đó rồi thì tất cả những con khác đều chọn theo, tập trung vào một đối tượng duy nhất. Không phải vì tham lam mà chú ý cả đàn, thì nó biết rằng không được gì cả, mà có khi là phải bỏ mạng. Cho nên nó rất là khôn ngoan. Và khi mà nó chú ý vào con mồi, các bạn biết rằng là nó mất 2 tới 3 giờ đồng hồ để chỉ tập trung vào một một con mồi thôi, không chớp mắt. Tức là suốt 2 3 giờ đồng hồ để nó chờ một phút giây sơ xuất thì để ra tay thôi. Chỉ có phút giây đó mới có thể thành công được. Và nhiều khi nó phải rượt đuổi con mồi cả ngày trời. Tốc độ của nó là 60 cho tới 65 km trên giờ. Nhưng mà nó không hề mệt mỏi. Mỗi khi mà nó chiến đấu cùng đồng đội với nhau, tinh thần nó càng trỗi dậy. Và nhiều khi nó chiến đấu cả ngày trời mà không bao giờ mệt. Và đặc biệt là khi các con sói bao quanh một con mồi đó, cùng nhìn chằm chằm vào con mồi, thì cái tinh thần đồng đội càng siết chặt, nhiều khi chưa tấn công mà con mồi đã xỉu chết rồi. Quý vị biết cái này là một cái tố chất rất là quan trọng mà West Point muốn huấn luyện các học viên của mình, đó là tinh thần đồng đội. Vậy thì cho dù bạn là một người xuất chúng, bạn có khả năng sáng tạo rất là đặc biệt, nhưng mà bạn thiếu may mắn là tại vì bạn không được qua những cái môi trường đào luyện từ trong gia đình cho tới nhà trường. Tại vì nhà trường người ta không có thể nào giúp bạn đạt được những cái giá trị này, nhiều khi là người ta cũng không có nhắc tới nữa, mà bạn phải tự tìm cho mình một cái môi trường. Có thể là sau khi FPT xong, các bạn đăng ký vào West Point cũng được, để các bạn có được một cái môi trường thật sự để nó mời lên những cái tố chất để trở thành một nhà lãnh đạo. Mà theo tầm nhìn của West Point là đầu tiên là bạn phải có tinh thần đồng đội, thứ hai là tố chất lãnh đạo, và thứ ba là phải có kỷ luật các bạn. Nói tới kỷ luật thì các bạn xin hỏi là các bạn sống có kỷ luật không? Kỷ luật gì? Rừng hay là kỷ luật thép? Hay là kỷ luật sắt? Nếu mà các bạn cảm thấy rằng là mình không có được những cái tố chất đó đó, thì các bạn phải xách gói đi tới một cái nơi nào đó đầu quân, để được làm gì? Chỉ được sống môi trường có kỷ luật thôi, chỉ được sống với tinh thần đồng đội thôi, chỉ được mời lên cái tố chất lãnh đạo thôi. Ba tố chất đó trong bạn mà đã hình thành rồi, cộng với tài năng, cộng với cái chí nguyện lớn lao của bạn, thì tôi nghĩ bạn sẽ làm được đại cục. Cho nên sau khi bạn học ở trong ghế nhà trường rồi đó, nếu mà có một lời khuyên, tôi xin các bạn khoan đi kiếm việc làm liền, khoan thể hiện, khoan chứng tỏ, khoan cho mọi người biết là mình giỏi. Mà tôi nghĩ các bạn nên xách gói đi đào luyện một vài năm gì đó. Có những thứ mà ước chi mà các bạn có một người tư vấn tâm lý cho bạn mà bạn tin tưởng, một người lãnh đạo thành công, một bậc đàn anh đi trước để nói cho bạn biết, dù là nói xong là bạn sẽ rất là sốc, để bạn biết mình đứng ở chỗ nào. Chứ không phải nói tiếng Anh, tiếng U thiệt là giỏi rồi mình tưởng mình đứng ở nóc nhà thế giới rồi. Trời ơi, nói tiếng Anh giỏi thì có làm được cái gì? Chưa gì cả. Còn nhiều thứ phải đào luyện lắm. Mà ở đây bản thân bạn không thể tự đào luyện được. Dĩ nhiên là có người tự làm được, nhưng mà cái số lượng nó rất là ít. Tôi nghĩ là bạn nên khôn ngoan đưa mình đến những cái môi trường đặc biệt để mà mời những cái tố chất đó ra. Dạ thưa thầy, đây là một cái câu hỏi của riêng cá nhân con, mà con cũng tin là tất cả các bạn sinh viên ở đây cũng rất là muốn dành câu hỏi này cho thầy. Thầy có gì đặc biệt ạ?
Và theo như cái phần giới thiệu sơ lược hồi đầu của Hồng Ánh đối với các bạn sinh viên thì con được biết là năm 2010 thầy giới thiệu và ra mắt cái quyển sách Hiểu Về Trái Tim. Và quyển sách đã nhận được cái sự đón nhận của độc giả rất là thành công tại Việt Nam, được bình chọn là một trong những quyển sách được yêu thích nhất do Phasa bình chọn. Và có thể tạm gọi trong lần giới thiệu mình với vai trò là một tác giả viết sách với con, đó là một sự thành công. Và với cái con đường là một cái người hướng dẫn chia sẻ về vấn đề tâm linh, về vấn đề tâm lý thì thầy cũng được xem là một người thành công. Nhưng mà có một cái hành động mà thầy Hồng Ánh nghĩ là khá là đặc biệt, đó là thầy lại quay về Mỹ và thầy quyết định bỏ hết tất cả, thầy dành tới 3 năm cho công việc tu bụi. Thì cái hành động này có được gọi là đặc biệt hay không? Và tự nhiên mình đang rất là thành công, mọi việc nó đang rất là thuận lợi, mình lại bỏ hết, là mình lại đi tu bụi, thì thầy nghĩ là cái hành động đó nó mang đến cho thầy những cái thành công nữa, hay là đơn thuần nó chỉ là một cái hành động khác người và đặc biệt ạ? Tôi nói thiệt với các bạn là hồi nhỏ tôi cũng ở dưới quê tôi hay xài cái từ lại là chơi nổi, thích nổi bật lắm. Thì thật ra thì hồi nhỏ tôi cũng học cũng giỏi và là bí thư đoàn trường nữa, cho nên là thích được nổi lắm, rồi biết hát, rồi nhiều trò lắm. Rồi học sinh đi thi cái này cái nọ mình khoái dễ sợ. Rồi có giải này giải kia là càng hấp dẫn hơn. Và khi mà tôi đi vào trong tu viện, dĩ nhiên là tôi mang cái thói quen đó đi theo. Mang cho tới 10 năm sau, tôi bị một cái tai nạn lớn. Đó là song thân tôi qua đời cũng trong một cái tai nạn, một lượt. Thì tôi giống như là từ ở trên đỉnh núi mà rớt xuống vực thẳm mà các bạn. Thấy mình không có gì hết, tay trắng. Tại vì cái mục tiêu của tôi đó là khi mà tôi chọn con đường xuất gia tu hành thì tôi muốn mình có hạnh phúc và giúp đỡ những người khác có hạnh phúc. Nhưng mà sau gần 10 năm ở trong Phật học viện như vậy thì tôi thấy mình còn đau khổ ê chề cái kiểu này thì chừng nào mình mới làm cho người khác có hạnh phúc được. Và cái cú trời giáng đó làm cho tôi tỉnh ra rất là nhiều thứ, mặc dù là một năm sau mới tỉnh. Tức là trong suốt một năm đó tôi chỉ nằm bẹp đó thôi, giống như là bị trầm cảm. Hồi đó thì mình không có thể gọi cái đó là cái gì, mà sau này mình biết đó là trầm cảm. Nhưng mà cuối cùng tôi nghĩ là mình không có thể chết được, tại vì mình còn nợ nhiều quá, mình còn phải có nhiều trách nhiệm bổn phận với gia đình, với cộng đồng, với xã hội, mình còn nhiều hoài bão lắm. Cho nên là mình không có cho phép mình nằm ở đây tiếp. Nhưng mà đúng một năm sau mới nói được câu đó nha các bạn. Chứ còn trong suốt năm đó là chỉ nằm với cái vết thương của mình thôi. Và bắt đầu từ đó tôi chọn con đường tu thiền mà cũng gian nan lắm, phải đi ra tới nước ngoài mới tìm được cái phương pháp thiền tập nó phù hợp với mình, để trước hết là chữa lành vết thương của mình, rồi sau đó thì mới có được những cái thành quả rồi đi chia sẻ cái này cái nọ. Thì tới khi mà tôi có thể gọi cái thời điểm mà tôi ra cái cuốn Hiểu Về Trái Tim, nó đánh dấu mốc một cái những gì nỗ lực của mình. Mọi người thấy cuốn sách đó bán best seller nhiều lần hay là được bình chọn là sách yêu thích nhất thì mọi người có thể nghĩ rằng đó là cái thành công lớn nhất của tôi, nhưng mà tôi nghĩ là không phải, nó là kết quả sau cùng thôi. Tôi nghĩ thành công lớn nhất á, là tôi vượt ra được cái sự trầm cảm đó, vượt ra sự mặc cảm về bản thân. Lúc đó tôi nghĩ là mình không có gì hết, tất cả những gì mình xây dựng đều là mang giá trị ảo, không có thật, không có đáp ứng được cái mục tiêu của mình. Các bạn đi từ một con số không như vậy đó, mà các bạn bước lên từng đất để mỗi ngày tìm lại cái sự tự tin cho mình, tôi nghĩ đó mới là sự thành công. Và tôi thì không có nhiều thời gian, nhưng các bạn cũng có nhiều thời gian để nghe kỹ câu chuyện của tôi, nhưng mà để đi được những cái bước ngày hôm nay thì nó quá khó, và thậm chí là thất bại cả trăm ngàn lần, và muốn bỏ cuộc cũng cả trăm ngàn lần. Ví dụ như cái chuyến đi Mỹ nghe rất là hấp dẫn, tôi có viết sách thì tôi cũng sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện hấp dẫn trên đường đi bộ vòng quanh nước Mỹ, nhưng mà các bạn đâu có biết rằng là trong một tháng đầu tiên tôi muốn bỏ cuộc tới 6 lần, suýt chết trong chuyến đi là 6 lần, và biết bao nhiêu thứ nữa. Và cứ mỗi một lần mình té xuống, mình đứng dậy rồi mình muốn đi tiếp thay vì xách gói ra về, tôi nghĩ là một sự thành công. Và gom tất cả những sự thành công đó lại đó,
cuối cùng nó ra một số cái tác phẩm để chia sẻ với mọi người, thì tôi cho rằng hiểu về trái tim không phải là cái thành công lớn nhất của tôi. Như tôi nói quý vị là tôi cũng có thói quen là thích được nổi bật, thích trở thành người đặc biệt từ hồi nhỏ. Nhưng mà tôi may mắn là cho tới khi tôi bắt đầu tu thiền 25, 26 tuổi, tôi nghĩ đó là một cái thời điểm khá may mắn. May mắn là tại vì tôi còn sửa được, sửa trong cái nhận thức của mình và sửa luôn cái thói quen của mình. Quý vị biết là nhiều khi mình sửa được nhận thức nhưng mà thói quen không sửa được. Mình chấp nhận điều đó đúng, mình muốn đi theo nhưng mà đi theo hoài không được. Thì 26 tuổi là cái tuổi vẫn còn cơ hội để mà sửa được. Giống như các bạn mà muốn cao thì phải 22, 23 tuổi là nó hết cao rồi. Cho nên là từ 18, 19, 20, 21, 22, 23 các bạn cố gắng nâng chiều cao mình lên. Thì theo tôi đứng về mặt tâm lý cũng vậy. Qua 30 tuổi rồi thì rất là khó để sửa một cái gì. Thì may mắn là tôi sửa được. Thì trong suốt quá trình tu tập á, tôi chia sẻ điều này để chúng ta sẽ vượt qua một cái mảng mới, đó là những điều đặc biệt để trở nên hạnh phúc. Thì tôi không có chú ý tới thành công mà tôi chú ý tới hạnh phúc. Mà kỳ thực cái hạnh phúc mà tôi có chính là sự thành công lớn nhất của tôi. Đó làm sao mà mỗi ngày tôi có thể sống bình an, thư giãn, mỗi ngày tôi có thể tiếp xúc được với những người xung quanh một cách chân thành, hết lòng. Mỗi ngày làm được một cái điều gì đó có ích cho mình, cho những người xung quanh. Và tôi nghĩ cái đó là cái sự thành công lớn nhất. Và trong cái quá trình đó tôi mới thấy rằng là trước khi nói thêm thì tôi sẽ kể các bạn nghe một cái câu chuyện, đó là ở trường Wellesley ở Mỹ, Massachusetts. Thì năm 2012 trường trung học Wellesley có làm cái lễ tốt nghiệp cho trường trung học. Thì Wellesley là một cái thành phố rất là giàu có ở Massachusetts, một cái bang của Mỹ. Ở đó tập trung các học sinh giỏi và con nhà giàu. Thì trong cái lễ tốt nghiệp đó, thầy giáo môn bộ môn tiếng Anh là David McCollough, ông ta có một bài phát biểu rất là gây sốc. Ông ta nói với các học sinh của mình là, tức là thay vì một người phát biểu trong một buổi lễ tốt nghiệp, người ta nói là chúng tôi rất là tự hào về các em là tương lai của đất nước, các em là tài nguyên của quốc gia, vân vân và vân vân. Thì David McCollough nói rằng là tôi thấy các em chẳng có gì đặc biệt cả. Giống như là một gáo nước lạnh dội xuống bao nhiêu cái thành tích vẻ vang của nhà trường. McCollough nói, nước Mỹ chúng ta bây giờ bắt đầu coi trọng về danh hiệu mà không còn chú trọng tới những cái thành quả thật sự nữa. Chúng ta xem những cái danh hiệu đó là những cái mục tiêu để phấn đấu. Cho nên chúng ta đã làm lu mờ những cái chuẩn mực, những cái giá trị thật để chúng ta có được cái sự tung hô, sự kính trọng, sự khoe mẽ với những nơi khác. Trong khi giáo dục là không phải để phát triển vật chất, giáo dục đó là đem cái hiểu biết đến cho mọi người, và đó chính là cái chất liệu để làm nên hạnh phúc. Các em nghĩ các em đặc biệt à? Các em được chấm bẩm quá mức, các em được phục vụ tới tận răng. Mỗi khi các em thành công thì cha mẹ các em khen tới tận mây xanh. Mỗi khi các em thất bại thì tha nhau, thay phiên nhau vỗ về dụ ngọt, toàn là những lời năn nỉ. Các em được ôm hôn, các em được chiều chuộng, gia đình các em làm cho cái tôi các em nó phình to ra như vậy, thì thử hỏi các em vào đời mà làm sao mà thành công được. Các em nghĩ các em là những người xuất sắc, là những người đặc biệt à? Nước Mỹ chúng ta mỗi năm có 3,2 triệu học sinh trung học được ra đời của 37.000 trường trên toàn nước Mỹ. Nếu các em nghĩ trong 1 triệu người các em cũng có một người như các em, thì đất nước Mỹ 6,8 tỷ dân này ít nhất cũng có 7.000 người đặc biệt. Các em không phải là cái rốn của vũ trụ. Tại vì các nhà khoa học nói rồi là hành tinh này không phải là cái rốn của mặt trời không phải là cái rốn của ngân hà, mà ngân hà cũng không phải là trung tâm của vũ trụ. Cho nên kể cả như một người tỷ phú giàu có như là Donald Trump cũng chẳng là cái đinh gì cả. Đó là cái lời của David mà cô làm sao các em có được tương lai. Bước ra ngoài kia, tìm lấy cảm hứng đam mê mà phấn đấu và nâng nó bằng hai tay. Đó chính là tương lai sự nghiệp của các em đó. Và tới một lúc nào đó, sau khi thành công vẻ vang rực rỡ, tôi mong các em đi tới cái chỗ này. Một ngày đẹp trời nào đó, các em sẽ nhận ra rằng các em chẳng có gì là đặc biệt cả. Đó là cái đích cuối cùng. Tức là thay vì
Chavit Macolab cũng giống như rất nhiều người mong muốn tất cả chúng ta phải trở thành người đặc biệt. Đặc biệt có nghĩa là những người khác không đặc biệt, chỉ có ta thôi nhé. Thì David Macolab muốn nhắn nhủ rằng dù các em có đặc biệt cỡ nào, dù các em có thành công cỡ nào, có như là Donald Trump chẳng hạn, thì vẫn có những người khác đặc biệt hơn các em nhiều. Đừng có ở đó mà như ếch ngồi trong đáy giếng tưởng rằng là mình đặc biệt. Và cho dù các em có đặc biệt làm nên bao chuyện vẻ vang trong trời đất, thì theo cái thấy của Travis Macolab, đó là cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi nghe nói cái này các em có vẻ nghe hơi xa thực tế một chút. Chứ còn nếu mà các em lớn lên, các em trải nghiệm trong cuộc đời, các em biết quan sát, thì các em sẽ thấy rằng có những cái đặc biệt, rất rất đặc biệt, nhưng mà nó rất là thầm lặng, ít được ai chú ý tới, ít được xã hội tôn vinh. Thí dụ như mình về mình thấy mẹ mình làm việc cần mẫn, hy sinh cho chồng, cho con, không than một lời, mà không có một cái danh hiệu nào hết. Trong khi mình có làm được như vậy đâu. Chút là đòi hỏi, chút là nhảy dựng lên khi mà không thỏa mãn nhu cầu của mình. Rồi có một lúc nào đó bạn bỗng thấy có một người đáng lẽ giải quyết tình huống đó phải điên cuồng, phải nổi giận, phải đập bàn, đập ghế, mà họ rất điềm tĩnh, rất nhẹ nhàng. Cái đó chẳng phải là đặc biệt sao? Có những cái lỗi đáng lẽ sếp phải xử bạn, trừng phạt bạn, mà vẫn bao dung tha thứ cho bạn. Tôi nghĩ đó là một sự đặc biệt. Và đặc biệt hơn nữa đó là sống một cách thầm lặng và cống hiến tất cả những tài năng của mình cho những người xung quanh, cho cộng đồng, mà không cần danh hiệu, không cần ai phải biết tới mình, không cần một bài báo nào hết, không cần ca tụng gì cả. Cái đó chẳng phải là một sự đặc biệt sao? Cho nên nếu chúng ta quan sát kỹ trong đời sống này, thì chúng ta sẽ thấy rằng ai cũng là đặc biệt. Các bạn có đồng ý không? Xin cảm ơn những chia sẻ của thầy. Vậy thì như chúng ta nãy giờ cũng đã lắng nghe những cái chia sẻ cũng như là những cái tâm sự của thầy Minh Niệm, rõ ràng là Hồng Ánh cũng nhận thấy là mỗi người chúng ta có thể đặc biệt ở một cái khía cạnh này, một cái lĩnh vực này, nhưng cũng sẽ có người khác ở một cái lĩnh vực khác người ta làm giỏi hơn mình. Chính vì vậy cho nên là mọi cái tài năng mình đều trân trọng như nhau. Và mọi người trong xã hội này đều có những cái khả năng đặc biệt như nhau. Giống như trong một cái khu vườn, có rất là nhiều bông hoa và bông hoa nào thì cũng đẹp hết, phải không thầy? Dạ. Con có nghe một cái lời chia sẻ thầy nói là ai cũng là đóa hoa. Thầy có thể cắt nghĩa một cách cụ thể và chi tiết hơn. Vì sao ai cũng là đóa hoa? Có phải chăng thầy muốn nhấn mạnh tới cái khía cạnh đặc biệt để thành công? Như hồi nãy thầy nói đó là thành công lớn nhất của con người đó là mang lại sự hạnh phúc cho mình. Nếu mà thành công nó đưa tới sự hủy diệt các bạn, thành công mà nó trở nên cô độc, và các bạn có thấy là có nhiều người thành công trong xã hội này rất là cô độc. Thành công mà không giúp gì được cho ai thì chắc là chúng ta cần phải xét lại có nên thành công hay không. Thành công làm sao để mà mình có hạnh phúc và những người thân yêu của mình cũng có hạnh phúc nữa. Và tôi còn có tham vọng hơn nữa là nếu mà được chia sẻ với các bạn đó, thì tôi cũng muốn chia sẻ các bạn những cái kỹ thuật hành thiền, những cái phương pháp chăm sóc đời sống tâm hồn của mình, làm sao mà từ đây cho tới thành công á, từ điểm A cho tới điểm B á, là bạn có hạnh phúc rồi. Bạn sống rất là tự do, rất là dễ thương, rất là tử tế, rất là hoan hỷ, rất là bình yên với chính con người của mình. Rồi khi nào thành công thì thành công. Thì cái đó nó vẫn tuyệt hơn là bạn phải bỏ ra 5 năm, 10 năm rồi bạn mới đạt cái gọi là thành công. Nhưng mà chưa chắc là khi bạn tới điểm B rồi thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Mà nhiều khi tới đó bạn thấy hạnh phúc nhưng mà thời gian rồi bạn chán, rồi bạn đi tìm điểm C nữa thì sao? Không lẽ bạn bỏ tiếp ra 5 năm, 10 năm nữa để bạn sống trong cái trạng thái không hạnh phúc, để rồi bạn có được cái thành công, rồi lại không hạnh phúc nữa, rồi lại đi tìm nữa. Cho nên như tôi đã nói là nếu như được giúp bạn đó, thì tôi mong là bạn sẽ thấy thành công mỗi ngày trong đời sống của mình. Mỗi khi mình vượt qua được chính mình, vượt qua được những cái cám dỗ, vượt qua được những cái lười biếng, những cái cố tật, những cái năng lượng tiêu cực của mình đó, tôi nghĩ là các bạn đang thành công với chính mình, đang đi về những cái thành công lớn. Và tôi rất là tin rằng một người mà chiến thắng được chính mình đó, và khi họ giữ được thành công, thì chắc chắn là thành công đó sẽ có lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội. Trở lại câu hỏi của Hồng Ánh là tại sao nói ai cũng là đóa hoa? Chắc là các bạn sẽ phải trải nghiệm thêm thôi.
Nhưng mà ở đây, ngang qua đây thì Hồng Ánh hỏi câu này thì nó cũng khá là sâu, cho nên tôi cũng cắt nghĩa, thì mong các bạn hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Tôi kể các bạn nghe một cái câu chuyện như thế này. Ở trong nhà thiền có một câu chuyện là có một vị quan thời nhà Tống tên là Tô Đông Pha. Tô Đông Pha được là một nhà văn, là một nhà thơ, được xem là một trong bát gia đường Tống. Thì Tô Đông Pha lại rất là am tường về Nho gia và Phật học. Tô Đông Pha chơi thân với một vị thiền sư tên là Phật Ấn ở chùa Kim Sơn á. Thì mỗi khi nhàn rỗi thì Tô Đông Pha hay đến chùa để đàm đạo với Phật Ấn. Thì hôm đó trong lúc đang uống trà thì bỗng dưng Tô Đông Pha hỏi thiền sư Phật Ấn chứ ngài thấy tôi làm sao? Thì Phật Ấn mới nói trang nghiêm giống như là một ông Phật vậy. Thì Tô Đông Pha thấy sướng ở trong lòng và cảm thấy rất là hạnh phúc, sướng rung cả người vậy. Thì Phật Ấn thấy như vậy, Phật Ấn mới hỏi vậy chứ ngài thấy tôi làm sao? Thì Tô Đông Pha thấy Phật Ấn tròn tròn mập mập, mặc chiếc áo màu nâu đen, cho nên là phán cho ăn câu sanh vờn là giống đống phân bò. Phật Ấn không nói gì cả, im lặng. Thì Tô Đông Pha đắc chí, coi như là hôm nay là mình thắng to rồi, mỗi lần đâu có nói lại Phật Ấn đâu, bữa nay thì Phật Ấn là cứng họng không nói được gì cả. Cho nên khi trở về nhà, hạnh phúc đó vẫn còn đầy cả người. Gặp em gái là Tô Tiểu Muội thì Tô Đông Pha kể toàn bộ câu chuyện, và với một câu vẫn còn đắc thắng là hôm nay lão Ấn bị tổ trát hay sao đó, cho nên là phải chịu câm họng trước cái học sĩ này. Thì Tô Tiểu Muội là một người thiên tư hơn người. Tô Tiểu Muội nói xì, anh thua đậm thì có. Thì Tô Đông Pha nói làm sao mà anh thua được, anh nói lão đâu có trả lời được đâu mà anh thua. Tô Tiểu Muội mới cắt nghĩa, Phật á là lão Ấn thấy, còn phân bò là anh thấy. Phật Ấn người ta tu tới cái mức tâm người ta là Phật, cho nên người ta thấy cái gì cũng là Phật hết. Còn anh ở cái trình độ nào mà anh thấy Phật Ấn là đống phân bò? Nói Phật Ấn chứ mình chắc cũng là, xin lỗi, nói Tô Đông Pha chứ chắc là mình cũng không có hơn gì Tô Đông Pha, phải không các bạn? Chúng ta nhìn đâu cũng toàn là ba chấm ha. Thì cái này có thể là một cái thứ triết lý, các bạn cứ cho là vậy đi. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ các bạn ngay từ bây giờ. Nếu các bạn quý cái sự chia sẻ của tôi thì mong các bạn giữ gìn nó để mà chiêm nghiệm. Triết lý này nó không phải của tôi mà nó đến từ Đức Phật, và các nhà khoa học cũng đồng thuận cái ý kiến này. Đức Phật nói rằng là tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên đối tượng như thế ấy. Các nhà khoa học nói rằng là chúng ta không bao giờ thấy thực tại một cách chính xác được. Chúng ta chỉ tiếp xúc với cái trình độ chúng ta đang có thôi. Thí dụ khi bạn vui, khi bạn ổn, khi bạn ok, bạn thấy everything is ok. Còn khi mà bạn bất ổn, khi bạn có vấn đề á, thì bạn thấy ai cũng có vấn đề hết. Cho nên á, cái mà bạn thấy về đối tượng đó không phải như chính cái đối tượng nó đang hiện ra cho bạn. Đối tượng rất là khác, mà có thể là người khác ở một cái tâm khác họ tiếp xúc được, còn bạn là bạn không tiếp xúc được. Cho nên là vì không tiếp xúc được cho nên là bạn thấy những cái yếu kém thôi, bạn không thấy được những cái hay, cho nên bạn không thấy được họ cũng là hoa. Vì bạn không thấy được những cái tài năng của đối tác hay là của những người xung quanh mình, cho nên là bạn không có sự hợp tác, vì vậy không có tinh thần đồng đội. Ở West Point chỉ là một cái trường học viện quân sự thôi, nhưng người ta huấn luyện làm sao bạn sau 4 năm bạn phải tin rằng ai cũng là người giỏi, ít nhất là có tố chất giỏi, có tố chất lãnh đạo, ai cũng có thể hợp tác được. Bạn có giỏi để thu phục người ta hay không, biến người ta trở thành đối tác của bạn hay không, hay là bạn có thể mời lên được cái chất hoa ở trong lòng mỗi người hay không. Ở Tây phương nó có một cái kỹ năng gọi là soft power, các bạn có nghe từ này không? Soft power đó là quyền lực mềm. Cái quyền lực cứng là hard power, có nghĩa là bạn có vị trí, có uy tín, có tiền bạc, có được nhiều người kính trọng, bạn có quyền đập bàn, đập ghế, la hét, buộc tất cả mọi người phải tuân thủ theo. Ở Tây phương cho rằng cái đó xưa rồi, cái đó không thành công nữa. Họ tin rằng có một thứ khác khủng khiếp hơn cái hard power, đó là soft power. Soft power là gì? Đó là bạn dùng sự chân thành của bạn, dùng tài năng của bạn để thuyết phục người nào đó theo bạn,
tin bạn và chấp nhận bạn. Chứ không phải là bạn dùng cái hiệu lực, bạn dùng cái quyền lực để mà đàn áp, để mà ép buộc người đó. Cho nên nếu mà bạn có soft power thì ít nhất là bạn cũng rước được một người. Còn nếu bạn giỏi hơn, đó là bạn có được đồng đội. Cho nên cái điểm cuối cùng trong cái phần chia sẻ này của tôi dành cho các bạn đó là các bạn có tài năng gì không biết, nhưng mà theo tôi cơ bản là bạn phải thấy được giá trị của những người khác là cái thứ nhất, để bạn có được tinh thần đồng đội, để bạn mới hợp tác được. Và cái thứ hai đó là trong cái bài hát Nature Boy á, cậu bé hoang dã đó, cậu bé thiên nhiên á, anh này nó sáng tác từ năm 1948 rồi mà tôi rất là thích. Có một cái câu đó là, tức là nội dung của bài hát là sau cái ánh mắt rụt rè đó, sau cái nỗi buồn xa xăm đó, thì đó là một cậu bé thông thái. Cậu bé này đã đi khắp nơi trên thế giới và cuối cùng cậu ta rút ra được một bài học ý nghĩa cho cuộc đời mình, đó là the greatest thing you will ever learn is just to love and be loved in return. Cái điều lớn nhất trong cuộc đời này và bạn sẽ phải học, đó là được thương yêu và yêu thương tất cả mọi người. Đó là sự thành công lớn nhất và cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn thầy. Và có lẽ là bây giờ Hồng Ánh rất là muốn lắng nghe, cũng như là thầy cũng muốn lắng nghe những cái chia sẻ hay là những cái thắc mắc, những cái vấn đề gì mà các bạn sinh viên của chúng ta muốn dành câu hỏi để đặt cho thầy. Chúng ta cứ mạnh dạn giơ tay lên và sẽ có người của bên ban tổ chức chuyển micro đến cho mọi người. Em muốn hỏi đứa này. Hồi cấp 3 thì em bị một đứa bắt nạt em. Dạ. Thì cô giáo nói em thấy thông cảm cho nó vì nó có quá khứ không được tốt đẹp. Nhưng em không những không thông cảm mà còn nghĩ đến cách đuổi học nó vì nó bắt nạt ngày càng dày dặn hơn. Và thế là em gây sự với nó. Nó bị đuổi học. Thì một phần em lúc đầu em rất vui sướng. Nhưng sau rồi nghĩ lại, Lúc đó ngu ngốc thật. Lẽ ra nghĩ đến chuyện gọi là làm bạn cái đẹp. Không bao giờ nghĩ đến chuyện được làm bạn được nó, thuyết phục thuần cảm được nó. Nên em cảm giác như thất bại. Và câu hỏi của bạn là như vậy, cái hành động như vậy với bạn là thất bại đúng không? Dạ. Thực ra trong cái tuổi trẻ chúng ta có nhiều cái vụng dại sai lầm. Và nó đã làm cho chúng ta thất bại nhiều thứ lắm bạn. Mỗi người đều có những cái câu chuyện của riêng mình để cho thấy rằng cái tuổi thơ chúng ta không có đủ chín chắn, đủ cái sự hiểu biết. Nhưng mà nếu điều này nó trở thành một cái vết thương hay là một cái điều đáng ghi nhớ trong đời đó, thì tôi nghĩ bạn nên trân trọng cái câu chuyện này để nó làm cái điều nhắc nhở bạn thường xuyên. Tại vì nếu được quay về cái thời gian đó, như bạn bây giờ đủ chín chắn hơn, đủ tầm nhìn hơn và đủ kiên nhẫn để hiểu câu chuyện của bạn mình hơn á, thì chắc là bạn sẽ dễ chấp nhận và bỏ qua hơn. Thì thôi, chuyện quá khứ nó cũng đã đi qua rồi, chúng ta không thay đổi được. Thì bây giờ bạn hãy sống với cái hiện tại nè. Sắp có rất nhiều câu chuyện xảy ra hoặc là đang có nhiều câu chuyện đang xảy ra xung quanh bạn. Thì bạn đừng có để cái thất bại đó lặp lại một lần nữa hay là nhiều lần nữa. Bạn phải nắm lấy phần thành công từ bây giờ. Vậy thì cái điểm then chốt nào để biết rằng bạn sẽ không lặp lại một lần nữa? Thì bạn phải tìm cho ra. Tức là trong quá khứ bạn cho rằng là tại lúc đó mình ngu ngốc, mình còn nhỏ. Nhưng bây giờ đó, nhiều khi mình lớn khôn, mình biết nhiều thứ, nhưng mà nhiều khi mình không có đủ kiên nhẫn, nhiều khi mình không có đủ để thời gian để lắng nghe một người nào đó, nhiều khi mình không có đủ bình tâm, thì mình vẫn có những cái quyết định sai sót như thường. Cho nên để không có xảy ra bất cứ điều hối tiếc nào đó, thì bạn cũng phải xem lại, cân nhắc lại cái đời sống của mình nó đủ trầm tĩnh, đủ chín chắn, đủ tình thương độ lượng với những người xung quanh mình chưa. Thiếu thì phải trang bị liền. Cảm ơn bạn. Thầy cho em hỏi là có thể là em sẽ không có cơ hội được sang trường West Boy để học tập, nhưng mà
Bây giờ ở Việt Nam này thì em muốn rèn luyện cái tính kỷ luật rồi làm việc nhóm và lãnh đạo đấy. Ý em hỏi là có thể mình tự rèn luyện được Được không? chứ. Hoặc Như thầy nói là ai cũng có thể tự rèn luyện được, nhưng mà cái số lượng thành công rất là ít. Hy vọng bạn là trong nhóm những người ít ỏi đó. Dạ, em cảm ơn thầy. À, cảm ơn bạn. Chào thầy. Đây là lần thứ ba mà con có duyên được gặp thầy. Lần thứ tư, lần đầu tiên thì con gặp thầy ở trường Tuệ Đức ở quận 2. Sau đó thì con có đi một cái khóa thiền Im Lặng Hùng Tráng ở Bản Hoa Anh Đào ngày 19 tới ngày ngày 9 tới ngày 11 tây tháng Giêng năm 2015. Và kể từ đó thì con cũng có rất là nhiều cái thay đổi bên trong mình. Lần tiếp theo thì thầy có đến để mà chia sẻ với lại cán bộ công nhân viên của trường Đại học FPT. Và hôm nay là trong cái dịp mà gặp toàn bộ tân sinh viên K12 của trường Đại học FPT. Thì con rất là cảm ơn thầy vì những cái chia sẻ ngày hôm nay. Con xin cảm ơn À, thầy các và cảm bạn ơn các bạn. FPT ơi, sau khi cô nói xong thì cũng nói thêm với các bạn là nếu mà các bạn có nhu cầu muốn khổ luyện thật sự thì cứ liên lạc với thầy Minh Niệm ha. Tức là thầy Minh Niệm vẫn còn nhiều chương trình hay là nhiều cái mô hình có thể giới thiệu các bạn được nếu sau khi các bạn tốt nghiệp FPT xong. Bây giờ xin mời các bạn có câu hỏi khác. Mời bạn. Con chào thầy ạ. Con được biết là thầy là một người đi rất là nhiều nơi và cả nước ngoài lẫn Việt Nam, và con muốn hỏi thầy là ở tuổi này thì nên trang bị những cái gì để có thể thành công ở tương lai ạ? Là dựa trên ba cái tiêu chí của West Point thầy cũng rất là đồng tình. Đó là bạn phải nhiều khi bạn không phải học nữa mà bạn chỉ luyện thôi. Nhiều khi bạn học nhiều rồi, kiến thức vào đầu bạn cũng nhiều rồi. Bây giờ là theo thầy là vẫn khuyên như từ nãy giờ đã khuyên đó là sau khi các bạn tốt nghiệp FPT xong khoan đi làm kiếm tiền. Và các bạn xách gói đi tới một cái trung tâm, một cái môi trường, một cái học viện nào đó để bạn được đào luyện ba cái tính cốt lõi đó là kỹ thuật, kỷ luật, tinh thần đồng đội và khả năng lãnh đạo. Thì thầy vẫn tin rằng ba cái tố chất đó nó giúp bạn trở nên thành công. Dĩ nhiên là bạn cần phải có một số kỹ năng khác. Còn nếu như bạn muốn trở thành một người thành công mà có hạnh phúc á, thì đi tìm thầy Minh Niệm. Tại vì thầy Minh Niệm thì có thể chỉ cho người ta nhiều cái kỹ thuật hơn để trở thành một người có hạnh phúc. Cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn bạn. Dạ, chào thầy. Là con là một học sinh ở quê mà vào đại học, thì nói chung là bây giờ là đang chuyển qua một giai đoạn là từ khi lúc trước thì chúng ta thấy là cuộc sống rất là tươi đẹp, toàn màu hồng. Bây giờ thì chúng ta vào đây thì em thấy là nói chung là nhiều cái không, xã hội không đẹp như mình tưởng đó thầy. Ngoài kia đủ thứ lừa lọc rồi bóc lột các kiểu, thì nói chung tâm lý của con không được tốt để kết bạn hoặc là toàn tâm học tập, thì không biết làm sao để chống lại được cái tâm lý này thôi. Những cái tâm lý này nó rất là bình thường. Nhưng mà tại vì thầy dạy thiền cho nên là thầy có nhiều kinh nghiệm về cái việc hành thiền. Thì thấy nếu mà bạn có một cái phép luyện tập nào đó hoặc là bạn luyện tập về thiền chẳng hạn á, thì bạn sẽ có một cái khả năng là bạn bạn không đồng nhất với một cái hiện tượng nó đang diễn ra. Thí dụ như có một người không dễ thương thì bạn phân phân vùng là có một người không dễ thương nhưng mà còn nhiều người dễ thương. Chứ không phải là một người không dễ thương thì cái người này trong cái nhóm đó thì tự thân cái nhóm đó cũng sẽ không dễ thương. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, một người không dễ thương á là cũng chỉ dễ thương, không dễ thương trong cái giai đoạn này hay là ngày hôm nay thôi. Nhưng không phải là cả đời họ đều không dễ thương hay là cả con người họ đều không dễ thương. Em của ngày hôm nay á phải khác với em của ngày hôm qua. Bạn phải tin vào điều đó và chính bạn cũng vậy. Khi nhìn vào chính bạn á thì bạn cũng tin rằng những cái tâm lý đang tạm gọi là bất ổn hay là không có hạnh phúc á nó cũng chỉ là một giai đoạn mà bạn còn là một cái tổng thể. Để làm được điều này á, một là bạn nên học cái phương pháp hành thiền để tập cho mình một cái kỹ năng là lùi lại quan sát cái tổng thể và cái hiện tượng không đồng nhất giữa cái hiện tượng và cái bản thể. Cái thứ hai, tại vì bạn phải nhớ rằng là có nhiều người nhìn cuộc đời này bằng một cái màu hồng và vẫn đẹp, vẫn hạnh phúc. Họ vẫn thấy cuộc sống này đáng yêu và đáng kết nối hay là đóng góp. Và chính bạn cũng vậy, có những giai đoạn bạn đã từng thấy như vậy. Thì bây giờ cái này chỉ là một hiện tượng ở trong bạn thôi. Cái thứ hai á,
là bạn phải luôn đung đúc cái ngọn lửa trong lòng bạn về cái lý tưởng, cái hoài bão của bạn. Khi bạn đứng ở trên núi, bạn nhìn xuống một cách tổng thể về cuộc hành trình của mình á, thì bạn sẽ thấy bạn ở cái điểm nào và bạn chỉ đang mắc kẹt ở cái điểm đó vì một cái vài tâm lý nào đó thôi. Nhưng mà hành trình bạn vẫn cứ trải dài và bạn vẫn còn có hướng đi. Nói như vậy thì cũng có nghĩa là bạn vẫn đang tách mình ra khỏi những cái tâm lý hiện tại, những cái thất bại hiện tại hay là những cái điều bất như ý hiện tại, để bạn thấy rằng là tương lai bạn vẫn còn đó, tài năng bạn vẫn còn đó, những chất liệu làm đến thành công vẫn còn đó. Chỉ có điều là bạn đang tập trung quá mức, chăm bẩm quá mức vào những cái không hài lòng của mình mà thôi. Cảm ơn bạn. Cảm ơn thầy. Yeah. Xin mời bạn khác. Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi muốn hỏi thầy. Theo thầy thì giữa cuộc sống mà hạnh phúc ấm no nhưng mà không có giàu có gì, với lại cuộc sống giàu có nhưng mà đơn độc, thì theo thầy nghĩ thì cuộc sống nào nó sẽ tốt đẹp hơn? Cái này là quyền lựa chọn của mỗi người. Cái câu hỏi của bạn nó rất là phổ thông đó. Tức là nhiều người cũng sẽ rất là muốn biết cái câu trả lời. Tất nhiên là chúng ta nên có câu trả lời trước để chúng ta có một cái chánh kiến, cái thấy đúng để mình có thể hoạch định cuộc đời mình đi đúng hướng. Nhưng mà bạn cũng nên nhớ rằng là có nhiều khi chúng ta biết như vậy đó mà chúng ta vẫn đi sai như thường. Tại vì chúng ta vẫn bị những cái bóng ma, những cái thú dữ trong lòng chúng ta nó lôi kéo chúng ta đi về cái hướng khác. Cho nên trước tiên tôi muốn nói với bạn rằng ngay cả khi bạn đã có chánh kiến rồi đó, bạn cũng phải tu luyện nhiều lắm, thì bạn phải có nội lực nhiều lắm thì bạn mới đi theo được cái chánh kiến đó. Thì một cái người giàu có đó thì họ có cái hạnh phúc của sự giàu có, nhưng mà cái đó chỉ là một sự thỏa mãn trong nhất thời thôi. Không có ai giàu có mà từ phút này qua phút khác đều hạnh phúc cả. Nếu bạn sống chung với những người giàu có thì đó, bạn cũng nói ra được, tức là họ có nhiều nỗi khổ lắm, trong đó có cái cô đơn. Tại vì trong quá trình chúng ta làm giàu á, chúng ta chỉ lo làm giàu thôi, chúng ta chỉ đề cao giá trị vật chất, chúng ta quên đi, hoặc là chúng ta không đủ kiên nhẫn, chúng ta không có nhiều năng lượng, hoặc là chúng ta đánh giá rất là thấp các mối quan hệ xung quanh. Để tới khi mà chúng ta đạt tới mục tiêu của mình thì những người xung quanh không còn nữa, chúng ta không thể kết nối được nữa. Một cái người giàu có nhưng mà rất khó chịu, rất độc tài, coi người khác không ra gì cả, không tôn trọng tình cảm thì ai mà có thể ở được. Còn một cái đối trọng khác, đó là một người không quá giàu có nhưng mà họ có tình nghĩa, họ có một cái trái tim ấm áp, họ có năng lượng bình an, thì họ có nhiều người thương bao quanh thì họ sẽ có hạnh phúc. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra, nếu như bạn muốn trở thành một người hạnh phúc thì câu trả lời sẽ khác. Còn nếu bạn muốn trở thành một người chỉ thành công thôi thì câu trả lời sẽ khác. Còn nếu bạn muốn trở thành một người vừa thành công vừa hạnh phúc thì câu trả lời cũng sẽ khác. Chắc là bạn chọn câu hỏi số 3 phải không? Dạ. Vậy thì để trở thành một người vừa thành công vừa hạnh phúc thì cái đó là một tham vọng quá lớn bạn ơi, quá lớn. Tại vì chúng ta biết nhiều đại gia bây giờ, nhiều vị tổng giám đốc công ty bây giờ, nhiều vị CEO bây giờ là thất điên bát đảo về câu chuyện gia đình hết. Họ có quyền lực, họ có địa vị nhưng mà họ không có tài làm cho người khác có hạnh phúc. Họ không có tài làm cho họ có hạnh phúc. Cho nên song song với việc trở thành một người lãnh đạo, một người thành công, bạn cũng phải học trở thành một người lãnh đạo cuộc đời mình và lãnh đạo những người thân của mình. Trong đó bạn phải học nhiều kỹ năng lắm. Kỹ năng chịu đựng, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nhường nhịn, yêu thương, kỹ năng bao dung, độ lượng. Tất cả những kỹ năng đó đều phải được học song song với kỹ năng trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Thì bạn mới có được cả hai. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ em chào thầy, em chào chị Hồng Ánh. Em tên là An, em muốn hỏi một vấn đề là lúc nãy thầy có nói là thầy có những cái mô hình đó thầy, mà có thể giới thiệu đến các bạn để các bạn vào đó để rèn luyện. Thì hiện tại tụi em đang là sinh viên đó, thì không biết mô hình nào phù hợp với tụi em. Tại vì em cũng muốn rèn luyện trong 4 năm này. Và cái thứ hai là thầy có thể xin cho em xin cái liên hệ để ví dụ như khi nào cần thì em có thể liên hệ thầy để tham dự. Rất là cảm kích câu hỏi của bạn đó. Tất nhiên là bạn đứng lên tí. Câu hỏi của bạn làm cho thầy rất là ấm áp. Là tại vì bạn chắc cũng có một độ tin tưởng nhất định nào đó bạn mới hỏi thầy như vậy. Thì thật ra ở Úc thầy đang có một cái dự án ở Melbourne, thành phố Melbourne. Dự án là một cái học viện. Nó tương tự như là West Point.
nhưng mà gọi là trường học viện về nhân cách và lãnh đạo, đào tạo nhân cách và lãnh đạo, thì phải nhận các học viên này, một là trước khi bắt đầu vào đại học thì các bạn có thể đi vào trong cái học viện đó giống như là học một cái trường đại học. Tất nhiên nó vẫn có một cái chương trình khác dành cho các bạn sau khi học đại học xong. Thì chương trình của thầy nó hơi lâu, hơi mất thời gian để chuẩn bị, có thể là 2 năm nữa mới có thể tiến hành được. Thì thầy cũng đang cố gắng phấn đấu với chính phủ Úc để xin được một cái loại visa đặc biệt để sponsor các bạn ở Việt Nam có những cái tố chất để có thể học được cái trường đó. Thì khi mà thầy ngồi xuống với các vị giáo sư ở bên đó đó, thì thầy lại rất là muốn ở Việt Nam mình cũng có cái trường như vậy. Cho nên cái lần về nước kỳ này đó, thầy cũng muốn đi gặp một vài những nhân vật có khả năng đóng góp làm được cái chuyện này. Tất nhiên là thầy không phải là nhân vật chủ chốt, thầy chỉ đóng vai trò một người huấn luyện viên về tâm lý hay là về thiền thôi. Thì thầy cũng đã gặp được một vài anh và nhận được những tín hiệu rất là tốt. Thì nhưng mà cơ duyên nó cũng chưa đủ, chắc là đợi 3 tháng sau thầy quay lại lần nữa. Nếu mà gom được những điều kiện đó thì hy vọng cũng sẽ làm được một cái học viện dạy về đào tạo nhân cách và lãnh đạo ở Việt Nam. Nhưng mà bạn chờ như vậy nó mỏi cổ quá, thì không biết phải làm sao. Thì bây giờ một lát nữa kết thúc đó, bạn lấy cái contact của thầy, email, để bạn có thể liên hệ thêm với thầy. Nếu mà thầy chưa có trực tiếp làm được những môi trường như vậy để cho bạn tham dự, thì thầy có thể giới thiệu cho bạn một số môi trường khác nếu bạn có điều kiện để đến đó để đào luyện. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ, em cảm ơn thầy. Xin cảm ơn bạn. Và có lẽ là đến giờ phút này thì cái thời gian cho cái buổi chia sẻ của chúng ta không còn nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn thầy Minh Niệm đã dành thời gian của mình để chia sẻ những cái vấn đề về tâm lý cũng như những cái kinh nghiệm với các bạn sinh viên K12. Xin cảm ơn thầy và rất mong lúc nào cũng cầu chúc cho thầy có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục được gặp gỡ thầy với những cái khóa chia sẻ ngắn hạn, hay như là gặp lại thầy với các bạn sinh viên khác của FPT. Xin cảm ơn Đại học FPT đã tạo cơ hội để có cái buổi chia sẻ và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Các bạn ơi, có một câu sau cùng muốn nhắn nhủ các bạn thôi. Đó là các bạn biết bài hát Khát Vọng của Phạm Minh Tuấn không? Không hả? Trời ơi, buồn quá vậy. Phải biết chứ. Tại vì cái thời của tụi thầy là rất là mê những cái bài hát đó. Thì trong bài hát nó có những câu như thế này các bạn. Sao không là phù sa, dân mở màu cho hoa. Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa. Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư. Thì hy vọng là tới một cái tuổi nào đó, tới một lúc nào đó các bạn sẽ thấy rằng mình không cần trở là hoa mình mới đặc biệt, mà trở thành phù sa để làm cho hoa nở ra, dâng tặng cho đời cũng là đặc biệt. Thì hy vọng rằng là sau cái buổi nói chuyện này thì các bạn có thêm những cái chất liệu để khơi dậy những cái giá trị quý báu bên trong của mình, và đồng thời cũng thấy được những cái giá trị quý báu bên trong của những người sống xung quanh mình. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều bình an và hạnh phúc.